Quan Âm Các nằm treo leo giữa dòng nước xiết, vì sao lại bị cấm đặt chân đến? Ngày 18 tháng 8 năm 1931, nước sông Dương Tử dâng cao đỉnh điểm, làm vỡ đê, gây ra trận đại hồng thủy khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, tạo nên thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở thế kỷ 20. Gần đây nhất là vào năm 2020, ngày 17 tháng 8, 2020, tỉnh Tứ Xuyên bao gồm một phần thượng nguồn chính của sông Dương Tử gặp phải lũ lụt gần như ở mức cao nhất. Khu vực sông Thanh Y đã phải chứng kiến trận lụt tồi tệ nhất thế kỷ. Nước lũ thậm chí mấp mé chân tượng Lạc Sơn Đại Phật. Thế nhưng kỳ lạ là, suốt 700 năm qua, dù mưa lũ có lớn đến đâu, cuốn trôi gần như mọi thứ, thì đền thờ Quan Âm này vẫn sừng sững đứng giữa lòng sông mà không hề bị ảnh hưởng. Tại sao ngôi đền lại được xây ở một vị trí nguy hiểm như thế này? Lý do nào gần 60 năm qua, chính quyền đã ban lệnh cấm người dân đặt chân đến đây? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngôi đền Quan Âm Pavilion này được xem là ngôi đền linh thiêng nhất, tọa lạc ngay giữa sông Dương Tử ở thị trấn Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Nhờ nền móng vững chắc nên ngôi đền đã tồn tại giữa lòng sông trong suốt hơn 700 năm. Đây là nơi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát ở Ngạc Châu, được xây dựng trên một bãi đá nổi với diện tích lớn có tên là Long Bàn Cơ. Khi nước rút, bãi đá này sẽ lộ ra ngoài. Người ta nói rằng Long Bàn Cơ có hình dạng giống như một con quái vật với những cái răng cưa bằng đá vung vắn. Trên thực tế, bãi đá mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi lên khỏi mặt nước, còn phần đá ngầm bên dưới có tổng diện tích lớn đến mức khó có thể đo được chính xác. Tại thành phố này cũng có một di tích văn hóa, đó là tàn tích của thành phố Vũ Xương đời nhà Minh và nhà Thanh. Tên gọi thành phố Vũ Xương bắt đầu vào năm 221. Khi ấy, Tôn Quyền quyết định rời nơi đóng quân của mình từ Kiến Nghiệp đến Ngạc Châu và đổi tên thành Vũ Xương. Sau này Tôn Quyền xưng đế nên nơi đây còn được gọi là Kinh Thành. Vào mùa khô, nước không dâng lên đến khu vực này, nhưng vào mùa lũ, nước có thể ngập lên đến gần 1 mét. Lần cuối cùng có người được đặt chân đến khu vực linh thiêng này là vào năm 1865. Nên đây là một số hình ảnh quý giá được chia sẻ về Quan Âm Các trong suốt 160 năm qua. Mặc dù có rất nhiều người muốn tận mắt chứng kiến và tham quan kiến trúc độc đáo này, nhưng chính quyền thị trấn Ngạc Châu đã nghiêm cấm không ai được đặt chân đến Long Bàn Cơ và Quan Âm Các. Trên bãi đá nổi này có hai bảng thông báo rằng cấm người dân không được đến nơi này, với mục đích đầu tiên là bảo vệ di tích văn hóa, thứ hai là để bảo vệ bí ẩn tồn tại trong ngôi đền này. Vì vậy không tàu thuyền nào được phép đến gần hoặc neo đậu trên đó. Hành động này của chính quyền địa phương khiến nhiều người tò mò và nghi hoặc về bí ẩn thực sự bên trong ngôi đền 700 tuổi. Nếu nhìn vào phần bị ngập nước của Quan Âm Các thì sẽ thấy dấu vết của lũ chỉ mới dâng lên đến phần nền của ngôi đền. Nhưng trên thực tế, có thời điểm nước còn dâng cao hơn thế, có lúc cao đến mái đền. Vậy nhưng ngôi đền vẫn yên vị tại đây qua hàng trăm năm mà không bị hư hại nhiều. Nhiều người còn nói rằng, năm đó nước lũ vừa rút, cứ tưởng Quan Âm Các đã sập, nhưng nó lại tự dưng xuất hiện. Tường lại còn rất khô ráo, như chưa từng bị ngấm nước, thật kỳ lạ. Khi đứng tại khu vực gần nhất, cách ngôi đền Quan Âm Pavilion khoảng 10 mét, chúng ta gần như sẽ thấy được hình ảnh hoành tráng của ngôi đền sừng sững, đứng vững trên bãi đá Long Bàn Cơ. Theo ghi chép, ngôi đền này đã được xây dựng trước hoặc trong thời nhà Tống. Vậy lý do nào ngôi đền lại được xây dựng vào thời điểm đó? Và làm thế nào để có thể xây dựng được một công trình giữa dòng nước chảy xiết? Quan Âm Các cao 2 tầng, tổng diện tích khoảng 300 m², với chiều dài 24 m, chiều rộng 10 m và chiều cao 14 m. Từ kết cấu cân đối, kiến trúc tinh tế đến hành lang uốn khúc và kiểu dáng mái hiên đôi đều là những nét đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc dân gian Giang Nam, là sự tích hợp của Tam giáo, Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo. Không chỉ nổi tiếng vì kiến trúc độc đáo, Quan Âm Các còn khiến cho mọi người phải trầm trồ, vì cứ vào mỗi mùa lũ, ngôi chùa này bỗng có hình dáng như một con rồng phun nước, đứng vững giữa lòng sông. Từ ngày xưa, bãi đá Long Bàn Cơ một khi bị nước lũ dâng lên sẽ bị nhấn chìm, khiến tàu thuyền đi qua gặp nguy hiểm nếu đụng phải đá ngầm. Vậy nên, mục đích ban đầu của ngôi đền được xây dựng chính là để cảnh báo tàu thuyền qua lại. Bởi thực sự bên dưới bãi đá ngầm này còn rộng hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, ngôi đền được xây dựng lên vào đời nhà Tống như một lời cảnh báo nguy hiểm để tàu thuyền đừng đến gần đó. Vào thời nhà Nguyên, người Mông Cổ tiếp tục xây dựng nên một công trình hoàn chỉnh như hiện tại. Từ thời nhà Nguyên và Mông Cổ đến nay,
ngôi đền Quan Im Pavilion đã trải qua hơn 700 năm lịch sử. Quán Âm Cát cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các thảm họa bão lũ, nhưng ngôi đền này vẫn trụ vững. Dưới thời cai trị của nhà Nguyên, người Mông Cổ cũng tin vào Phật giáo. Lúc này, tại thành cổ Vũ Xương, trên bãi đá này là một nền móng đã được xây dựng từ thời nhà Tống. Đó là ngôi đền Quan Im Pavilion, còn được gọi là tiền thân của Quan Âm Cát. Quan Âm Cát này có tổng diện tích hơn 300 mét vuông, bao gồm cả ngôi đền Quan Im Pavilion, đền Phương Đông, hội trường Quan Thế Âm, hội trường Lão Quân, tháp Yên Bin và tháp Chun Yang. Vì được xây theo thế rồng cuộn nên khi nước lũ dâng cao, di tích này nhìn giống như một con rồng hung mãnh đang phun nước. Đó là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng của người xưa, dù hoàn toàn không có các máy móc thiết bị công nghệ hiện đại. Bí ẩn ở Quan Âm Cát chính là khối đá long bàn và cấu trúc xây dựng của bức tường bao quanh ngôi chùa. Đá long bàn này giống như một tảng đá hình vòng cung của bên mạn con tàu, không chỉ giúp điều tiết dòng chảy mà còn làm giảm lực nước. Bức tường đá phía ngoài của Quan Âm Cát cũng được xây một cách tinh giản, toàn bộ đều có hình tam giác. Khi nước lũ ập đến, bức tường phía ngoài này sẽ ghim lại trọng lực của dòng nước cuồn cuộn, giữ cho phía sau bức tường chịu một trọng lực nhỏ hơn rất nhiều. Nhiều người dân nơi đây truyền tai nhau rằng phía sau ngôi đền có một cái giếng cổ, nước giếng có thể cao hơn mặt nước gần 1 mét. Đặc biệt vào mùa lũ, nước sông thường xuyên tràn qua những tòa nhà gác mái này, chỉ còn lộ ra các cửa sổ phía trên và mái hiên. Theo định kỳ, sẽ có một vài người được chính quyền cử đến để dọn dẹp và sửa chữa ngôi đền. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người bất chấp lệnh cấm mà bơi đến đó để chụp ảnh. Vào năm 1992, Quan Âm Cát đã được đưa vào danh sách đơn vị bảo vệ văn hóa tỉnh Hồ Bắc. Có lẽ kể từ đó, mọi người không còn được phép đến thăm ngôi đền này. Vậy nên cũng không ai biết rằng bên trong của ngôi đền thực sự trông như thế nào. Năm 2019, Cục Di tích Văn hóa Ngạc Châu đã đặt một máy ảnh xung quanh ngôi đền Quan Im Pavilion. Vậy nên việc bơi đến ngôi đền này không chỉ là một hành động nguy hiểm mà còn có thể bị cảnh sát bắt phạt. Ngày nay, không còn nhiều tàu thuyền di chuyển trên sông Dương Tử như trước. Bởi công nghệ vận chuyển hiện đại rất phát triển, ngôi đền Quan Âm này đã trở thành một thắng cảnh rất đẹp. Đây cũng là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa quý hiếm trên sông Dương Tử. Nhiều người tin rằng sự bền bỉ của công trình cổ này là nhờ vào sự che chở của thần Phật, chỉ là chưa có cách nào chứng minh sự thật. Đồng thời, nó cũng khiến nhiều người đặt một câu hỏi lớn. Những công trình tại Trung Quốc hiện nay, vì sao cơ sở vật chất tốt và kỹ thuật hiện đại như vậy lại thường xuyên bị sự cố sụp đổ không rõ lý do? Thậm chí, đưa vào sử dụng đã thành đống đổ nát chỉ sau một đêm. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.